Thơm lắm luôn. Đây đây là cái dĩa thịt ba rọi chiên nước mắm của mình nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè. Rất là đậm đà nha. Món này thì ăn với cơm trắng nha các bạn. Mình đã chuẩn bị một chén cơm rồi nè. Rồi mình mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Cái miếng thịt á nó giòn nhưng mà bên trong nó mềm á các bạn. Cái thịt đó thì nó thơm. Cái món này ăn một lần á là ghiền luôn á. Rồi nếu như bạn nào thích thì hãy vô bếp làm cùng mình nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món thịt ba rọi chiên nước mắm nha các bạn. Làm cho cả nhà ăn, rồi mình quay clip mình chia sẻ với các bạn nha. Thì ở đây mình có 800 g thịt ba rọi nè. Mình đem về mình đã rửa qua với chanh với nước muối rồi á các bạn. Mình sử dụng ở đây 2 muỗng canh muối nha các bạn. Hôm nay nhà mình hết đường cát rồi các bạn, cho nên mình sử dụng đường thốt lốt nè. Mình sử dụng ở đây 2 muỗng canh ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt với 1 muỗng cà phê tiêu nha. 2 muỗng canh nước mắm. 2 muỗng canh nước lọc. Ớt thì mình sử dụng cái ớt sừng này nha các bạn. Mình đã băm nhuyễn ra rồi nè. Mình sử dụng một ít bột, bột gạo hay là bột chiên giòn gì cũng được hết á các bạn. Về phần cái nguyên liệu để làm cho cái nước thơm á mà, thì mình sử dụng ở đây 2 cái cọng sả nha các bạn. Mấy củ hành tím nè. 1 miếng gừng nè. Đây, sử dụng miếng gừng bao nhiêu là được rồi. Nửa trái chanh và 1 cái gốc tư hành tây. Thì nếu như các bạn có hành này các bạn sử dụng, còn không thì thôi mình sử dụng hành tím đã được rồi các bạn. Tỏi thì mình sử dụng một ít, mình đã lột xong rồi nha, mình để vô đây một lát mình xay. Mình sẽ sử dụng 1 muỗng tương ớt nè, 1 ít dầu để chiên nha các bạn. Cái sả này nè các bạn đập dập ra, rồi mình dùng dao mình cắt khúc nha các bạn. Gừng thì mình cũng đập dập nha các bạn. Hành tím mình cũng đập dập nha. Cái gốc tư củ hành tây nè, mình xắt miếng ra. Mình đã bắt sẵn cái nồi nước ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các cái nguyên liệu vô trong cái nồi. Bây giờ muối mình sẽ cho vô đây phân nửa nha các bạn. Gừng nè, mình để vô. Sả mình cũng bỏ vô ha các bạn. 1 ít hành tím nè. Hành tây nè. Bây giờ mình nấu cái nước này cho nó sôi lên. Rồi, cái nồi nước nó sôi ha các bạn. Mình trụng như vậy nè, làm cho cái miếng thịt của mình rất là thơm nha. Mà mình khi mình chiên nó không có bị khô nữa các bạn. Bây giờ mình tắt lửa nè, mình ngâm thịt vô đây nè. Khoảng chừng 5 phút nữa. Thịt mình ngâm nãy giờ cũng được 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt ra nha. Mình vớt ra mình để vô trong cái rổ cho nó ráo nước. Rồi bây giờ mình để ở đây cho cái thịt nó nguội rồi mình sẽ chia sẻ tiếp. Rồi bây giờ tranh thủ mình làm nha các bạn. Đây mình sẽ sử dụng 2 cái cây tăm này. Mình sẽ xơm lên cái da nè các bạn. Mình sẽ xơm lên cái miếng da của cái miếng thịt heo nha. Mình làm như vậy thì khi mình chiên á, cái da nó sẽ giòn nha các bạn. Bây giờ cái chanh này nè, mình sẽ cắt nó ra. Thì ở đây mình sẽ sử dụng 1 ít muối nữa nha các bạn. Mình sẽ dắt chanh vô trong cái muối này. Rồi mình sẽ dùng cái miếng chanh á, mình chấm với muối nè các bạn.
mình sẽ chà lên cái miếng da heo nha. Đây, đồng thời mình cũng chà hết cái miếng thịt heo này gì nè, mà chà dưới này ít thôi, chà chủ yếu là chà trên cái da heo cho nó nhiều để cho nó giòn hen các bạn. Rồi mình đã chà xong chanh với muối rồi hen các bạn. Bây giờ mình để ra cái rổ như thế này để cho nước nó ráo nha. Thì một lát mình đem đi chiên. Cái thịt heo mình ướp nãy giờ đó là khoảng một tiếng rồi đó các bạn. Mình đi nấu các món ăn xong rồi, giờ mình quay lại mình chiên nha. Mình chiên thì mình cho vô đây khoảng chừng nửa chén dầu ha các bạn. Rồi bây giờ cái dầu nó sôi rồi ha, mình sẽ cho cái hết cái phần bột vô. Thì mình chiên thịt mình cho bột vô như vậy nè, thì cái dầu nó không có bắn nha các bạn. Mình chiên mình cũng phải chở cái miếng thịt nha các bạn, mình chở để cho cái thịt nó dàn đều hai bên ha. Rồi bây giờ như vậy là mình vớt ra nha các bạn, để một hồi mình chiên lần thứ hai nó sẽ dàn đều. Bây giờ thịt chiên lần một đã xong rồi ha các bạn, mình sẽ để cho cái thịt nó nguội lại khoảng 5 phút thì mình chiên lần hai nha. Chiên lần hai thì các bạn để lửa cho nó lớn nha. Mình cũng chở miếng thịt để cho nó vàng đều nha các bạn. Cái lần hai này mình chiên nhanh lắm. Mình chiên vàng đều hai mặt gì là được rồi nè các bạn, vậy là mình gấp ra ha. Rồi bây giờ mình làm cái nước sốt để mà mình lăn cái miếng thịt trở lại cho nó ngon nha. Thì ở đây mình sẽ cho vô một cái muỗng dầu, mình sẽ cho hết cái phần tỏi nè, mình cho vô mình phi. Cái tỏi nó vàng vậy được rồi đó các bạn. Bây giờ các bạn tắt lửa nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm, hết cái phần nước mắm vô. Mình sẽ cho hết cái phần nước lọc vô. Bột ngọt và tiêu mình cũng sẽ cho hết vô đấy các bạn. Đây là hai cái muỗng đường của mình cũng cho hết vô. Mình sẽ cho vô đây một muỗng tương ớt nha các bạn. Bây giờ mình bật lửa lên, nhưng mà mình cũng vẫn để lửa nhỏ nhỏ nha. Mình nấu cho các cái gia vị này nó tan ra. Rồi mình sẽ cho hết cái phần ớt bằm vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô. Mình rim trở lại nha. Rồi bây giờ mình để lửa nha, mình rim từ từ cho cái miếng thịt nó thấm với cái gia vị ha các bạn. Các cái gia vị tỏi ớt rồi nó thấm đều vô cái miếng thịt ha các bạn. Bây giờ các bạn thấy nó trong trong nè, như nước mỡ như vậy là sắp được rồi đó. Rồi vậy là xong rồi đó các bạn. Cái phần chia sẻ về cái thịt ba gọi chiên nước mắm của mình đến đây đã xong rồi đó các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha.
nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.